Âm nhạc là ngôn ngữ tuyệt vời khơi gợi những mong ước khát khao sâu kín trong mỗi con người. Nơi đó ta thấy những hạt mầm của tuổi trẻ, của khát khao hy vọng, những nguyên sơ trong trẻo khi ta dạo bước trên bờ cát trắng. Hay đắm mình trong những âm thanh du dương của những trạng dừa xanh mát, nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ cùng ngân nga vạn hòa ca hạnh phúc. Và hôm nay hãy cùng tôi phi du theo khúc nhạc hoa ca đi đến một vùng đất của những hợp âm đa màu sắc. Ở nơi đó có những âm thanh sôi động của tuổi trẻ, của bản nhạc đầy nhiệt huyết và đam mê bất tận, có âm thanh của tiếng violon thanh thoát đưa đến một tương lai tươi đẹp. Ở nơi ấy, thời gian và không gian ngưng động lại, nơi thăng hoa cảm xúc, nơi ta được sống trọn vẹn từng phút giây, để tâm hồn phiêu lưu cùng gió, nơi khám phá thế giới một cách rất riêng, nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, và là nơi xây dựng ước mơ cho tương lai tươi sáng. Trong bản nhạc đầy màu sắc ấy xuất hiện một giai điệu hoàn mỹ. Giai điệu của sự sôi động, của sự trẻ trung, và là niềm kiêu hãnh độc bản, khiến tâm hồn mê say, lan tỏa những giấc mơ diệu kỳ và thắp lên nguồn ánh dương hạnh phúc. Tất cả được viết ra để tạo nên bản nhạc người ca cuộc sống tươi đẹp của sinh rớp tại Nam Phú Quốc, nơi ước mơ về sự sung túc và hạnh phúc luôn ngự trị, còn vang mãi tới tương lai.